để theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Vấn đề mà các mẹ luôn phải chú trọng thường xuyên đó là bé trong độ tuổi sơ sinh thường rất khó phát hiện bị đau hoặc sốt. Chính vì vậy, các mẹ nên sắm cho mình những dụng cụ y tế hữu ích nhất. Trong số đó, nhiệt kế là dụng cụ không thể thiếu trong mỗi tủ thuốc gia đình. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, nhiệt kế đo thân nhiệt ngày càng trở nên đa dạng, phù hợp hơn với từng vị trí đo. Bố mẹ có thể cân nhắc để lựa chọn chiếc nhiệt kế thích hợp nhất với giai đoạn phát triển của bé, cũng như thuận tiện sử dụng cho cả gia đình. Nhiệt kế cảm biến hồng ngoại Glacke đo nhiệt độ cơ thể dựa trên năng lượng hồng ngoại phát ra từ màng nhĩ hoặc trán. Người dùng có thể nhanh chóng nhận được kết quả đo sau khi định vị chính xác đầu dò nhiệt độ trong ống tai hoặc trán. Cấu tạo nhiệt kế gồm phần cảm biến tiếp nhận bước sóng của cơ thể, có nắp đầu dò, tháo ra khi đo nhiệt độ từ tai. Màn hình LCD để hiển thị kết quả đo được trên thân nhiệt. Các nút điều chỉnh tắt bật nguồn, chuyển đổi đối tượng đo. Nhiệt kế hồng ngoại Glacke, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình.